Rồi rồi, cái gì vậy? Rồi, nhánh cây. Cây rồi. Ê, cá trời, cá hè vậy. Có cái vợ không? Anh có cái vợ không? Có vợ mà chưa có gắt nữa. Cá trời bự à. Ôi, cá trời. Được không? Được không? Từ từ đi. Từ từ cắt vợt á. Ở nhà ơi, cá ngay ngay, cái bia mới bị phát. Dạ. Dạ. Ê, vậy đó hả? Để cho trôi nữa rồi. Trôi anh ơi. Rồi, hello, Lâm kính chào đại gia đình mình nha. Lâm kính chào anh em hệ ghiền mình nha. Thì hôm nay Lâm sắp xếp công việc cũng ổn rồi, Lâm đi câu nữa đây cả nhà. Lâm quay lại cái điểm này Lâm có ghi map rồi. Thì để nữa Lâm coi lại thì anh em nào cần thì Lâm sẽ ghi cái map cho anh em nha. Tại vì vị trí Lâm đứng đây thì nó cũng có cái map trên bản đồ luôn rồi cả nhà ơi. Cái khu vực này phía sau Lâm đó là hồi trước á là người ta trồng cam. Thì cam nó già quá rồi người ta phá ra người ta trồng mì cả nhà. Mì này là mì cao sản nha cả nhà. Đó. Mì này Lâm cũng không biết là mình có ăn được hay không. Cái cọng nó xanh dần à. Nè. Ở nhà thấy không? Cái cọng nó xanh dần à, chứ nó không có tím như cái khoai mì mà của mình ăn thường cả nhà. Đó, nguyên khu vực này giờ là không còn cam nữa. Mà chuyển sang là trồng mì hết nha cả nhà. Thì có cái đường đi vô rồi chạy vô đây. Thì cả nhà coi theo, nếu mà Lâm có ghi map thì cả nhà coi theo cái map Lâm chia sẻ đó rồi đi vô nha. Rồi, chúc đại gia đình mình một ngày thật nhiều sức khỏe. Chúc anh em hệ ghiền một ngày câu cá bội thu nha. Thì để trước tiên Lâm sẽ quay cái bãi câu cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Lâm đến nơi thì cũng 7 giờ rồi. Thì Lâm xuống trước hai cần sung. Hôm nay Lâm có mặt tại sông Bé nha cả nhà. Rồi để Lâm quay cái bãi câu cho nhà xem nha. Xe thì đậu đây, gần đây luôn cả nhà ơi. Đây. Nước thì nó rút rồi cả nhà. Cái bực này á là hơi cao đó. Nó phải ra ngoài kia nữa kìa. Nhưng mà nước nó cũng rút bớt rồi cả nhà ơi. Vậy là cũng ổn rồi. Cái chỗ này Lâm chọn cái địa điểm này là nước nó sấy nha cả nhà. Nước nó chảy bên kia mạnh. Rồi bên này thì nó chỉ quặn thôi. Như vậy thì câu nó cũng rất là ok nha cả nhà. Nhưng mà cá mắm thì Lâm cũng chưa biết nha. Thì trước tiên Lâm xuống hai cần sung rồi cả nhà. Để hồi Lâm xuống thêm vài cần trùng nữa cả nhà. Hôm nay Lâm cũng có lụm mớ sung. Sáng đi trễ là lý do là Lâm đi kiếm sung cả nhà ơi. Đó, ở nhà thấy nước còn chảy rất là mạnh. À. Mà cái khu cái điểm này á, thì cái chỗ Lâm đứng thì nó hẹo vô, đâm ra là nước nó chảy bên kia mạnh, bên này thì nó chỉ quặn thôi cả nhà. Thì khu vực những cái điểm mà nó quặn nước như thế này thì người ta giăng câu đó cả nhà thấy không? Đó. À. Đó, cái dây xanh xanh đó, là người ta giăng câu đó. Nói chung nước sông Bé lúc này còn chảy mạnh lắm cả nhà ơi. Có cái bãi này câu là ok lắm. Nước chỗ này câu là cũng ngon cả nhà, Lâm nghĩ là ngon đó.
đi qua đó thì câu cũng được, qua đó chặt chặt miếng cỏ đó thì đi qua đó câu luôn. Đất này nó cứng lắm, không có lúng cả nhà ơi. Xe đậu đây nè, sát bên luôn nè cả nhà. Ở đây thì có đám mì này, Lâm nghĩ là nó cũng mát thôi chứ nó không đến đổi nào nắng đâu. Để cho Lâm câu coi có ổn không, nếu mà ổn thì Lâm câu tiếp tục, còn nếu không ổn thì Lâm sẽ dời địa điểm nha cả nhà. Rồi bây giờ tránh Lâm mất thời gian, Lâm mời cả nhà cùng theo dõi nha cả nhà. Lâm vừa mới tới bãi câu tiếp theo với cả nhà ơi. Hôm nay chạy như điên quá trời mệt. Chạy vô Tân Định xong rồi chạy lên Đập Phước Hòa. Lên Đập Phước Hòa nhớ chực lại là lên đó câu không được luôn, nhớ chực lại là Lâm quên đem lăng xê nữa. Biết vậy Lâm tóm giùm nho luôn, không có nhớ nữa cả nhà, mệt quá rồi nghe đuối. Lâm chạy về nhà, chạy về nhà xong rồi giờ Lâm mới lên bãi câu ở gần bến đò Hiếu Liêm cả nhà. Thì cái bãi mà chắc anh em cũng biết, cái bãi cá trôi đó. Lâm lên đây Lâm nghe anh em nói cá trôi nhiều thì Lâm lên trải nghiệm thử coi. Coi có được miếng dãy nào không. Bên đây có ông anh uống câu bên này nữa nè. Quả giao lưu luôn. Đây. Ông anh nè. Dạ. Chào cả nhà nha. Đó. Anh kênh gì đó? ND Vlog. ND Vlog đó cả nhà. Chắc Lâm nghĩ là mấy anh em biết á. Tại vì fan á thì chắc tới lui cũng có nhiều anh em biết á chứ không phải không biết đâu. Thì ông anh cũng đi sớm nên là nước ròng quá giờ cá nó chậm ăn cả nhà ơi. Cá này chậm ăn lắm rồi, rút ra từ đá nó lội chứ. Đá lội trơn đó. Bây giờ nếu mà muốn cá nó ăn thì phải chờ nước lớn cả nhà, hoặc là đập nó xả nước chảy cái cá mới ăn. Cái rãnh này, cái trôi đồ này nọ, nói chung là cá mà nước chảy thì cá nó mới dạng ăn. Còn nước đứng này thua. Nó cũng ăn mà chậm lắm. Chậm lắm. Có bãi đá đó mà. Ngon ha, sạch sẽ ha. Quậy đó mà xuống được thì nó cũng nóng dữ lắm anh ơi. Nóng chứ. Ừ. Nắng dưới đó nó xả mà không dần lên nó lên. Dạ. Thấy vậy chứ nước mà nó xả nó lớn nhanh lắm. Ừ. Hồi trước là chặt tới đây, đợi nước đầy á. Rồi em chặt tới đây chặt đâu nổi nữa. Thì thấy vậy thôi câu. Mà nói chung là câu chỗ này ngon, nó đỡ dướng hơn đằng kia. Đằng kia là mấy thầy đập ba cái bắt quái hay là ba cái 12 cái ngục gì. Rồi em nói là em biết mà, nói anh em tới lui thế này thì cái bãi nó sẽ láng thôi chứ có gì đâu. Người góp chút sức. bữa đầu tiên đi vòng thứ mưa nó trơn nữa. Dạ. Bò lên không, bò không được. Trời ơi. Cái dốc sao mà quá trời đó. Rồi lấy cuốc đào rồi mới đi mới đỡ tới giờ chứ. Dạ. Không rồi thôi. Trời ơi, em thấy cái ngày đầu tiên em thấy em chặt cái đi xuống đường đó, cái em chặt xe xéo rồi đặng mình ngó xe đâu. Chặt xuống mà tôi nó mệt nghỉ mấy chập á. Đằng kia bị trên kia chặt hết khúc, làm khúc mà cái bãi nó quằn xuống dưới. Trời ơi, thôi. Bữa đó làm hết cũng mười mấy cục chì, ghét đi về nữa. Xịt trên nhà mà sao mà nó dưới không biết. Dạ. Hôm nay cái này có cái này nó mát, này có lụm cây nè. Ừ. Này cột giỏng à, cột giỏng là ok. Cái lụm cây này thì nó mát dữ lắm, mát. Đi
đi đùm đời mà đi cái bờ bãi này không dám đem đồ nhiều. Dạ. Chọn cái gì mà bỏ được nhà là bỏ hết. Ừ. Trời đất câu. Nói anh đi lên cái dốc là anh hiểu rồi đó. Xanh mặt hết trơn, em đi lần em phải ngồi nghỉ mệt. Đồ nhiều rồi giác lên nặng với anh. Bỏ nhà hết. Cái gì cần thì lấy lên, không cần thì thôi. Dạ. Nãy về nhà em về tới nhà em chọn đồ đi tiếp. Em nói vợ chiều nay cạo gió nha vợ. Chứ em thấy rồi đó, em thấy tiêu rồi đó. Thôi anh câu ha, em về anh đi. Dạ. Cán nha. Cán. Cái bì anh. Mới quăng là mới quăng ăn. Dính bự cái nhảy. Quay cái này nó bị ngược sáng rồi đó nhỉ. Cây này cá ăn nè. Cây này em kéo á. Ôi trời trời. Cây quay nó rớt con ốc nữa. Tuyệt khổ. Cây này cá ăn cả nhà. Cây này nè. Nãy giờ làm nói chuyện với ông anh bên kia không có hay nữa. Cũng có chiếc cùng hồi đi câu bánh gì đó anh. Ừ. Ờ chắc đang câu nha.
cả nhà thấy không, cả nhà thấy bây giờ đập nó xả nước rồi cả nhà, đập bắt đầu xả đó, nước nó chảy, nó có cái luồng đá nằm ngoài kia đó. Này nắng quá cả nhà ơi, Lâm hôm nay Lâm đi rồi thôi cả trăm ngoài cây số rồi. Nghe nhà tính nè, nhà Lâm ở Phú Chánh, Lâm chạy vô Tân Định xong rồi Lâm đi kiếm bãi, Lâm đi dài lên đập Phước Hòa, lên đập Phước Hòa Lâm thấy không khả quan, Lâm giọt về cả nhà, giọt về nhà, giọt về nhà xong rồi đó mới lấy đồ nghề tiếp tục lên trên sông Đồng Nai. Ở đây là hiện tại là cái bãi câu này là Lâm quay cái bãi là anh em biết rồi, qua bến đò Hiếu Liêm chạy lên chút đó cả nhà. Thì bãi này Lâm có ghi map cho bản đồ luôn rồi, ghi map cho anh em đi câu luôn. Cũng trên đó nó cạn hơn dưới này nữa anh ơi. Dưới thành cá gì cũng biết. Rồi rồi, cái gì vậy? Rồi, nhánh cây. Cây rồi. Ê, cá trôi. Cá trôi, cá hè vậy. Có cái vợt không? Anh có cái vợt không? Có vợt mà chưa có gắt rồi. Cá trôi bự à. Ôi, cá trôi. Được không, được không, từ từ đi, từ cắt vợt đó, dịu đi. Đây nó có mấy cây này dây quá, con này nó nhỏ lên, để thử lên. Được luôn mà, được mà, được mà. Đừng nhắc nó lên, ừ. Khi mấy à, khi 2, khi 3. Dạ, rồi. Vô. Mới nhắc cầu tháo, chắc nó chạy xuống đây rồi đó. Xuống rồi đó. Em tưởng đâu là bái vô nhánh cây chứ. Ngon. Ôi. Quá ngon cả nhà ơi. Ôi ơi. Móc. Trời ơi. Tỏn chụp hình cỡ đó không? Cỡ này không ha. Ờ. Thằng nó mạnh lắm ạ. Giải cái sậy cái ổn lắm. Cắt nữa hay gì cả. Nữa hả? Cái con này nó phịch lên. Đi. Ơi, bậy lắm á. Bậy lắm á. Ôi. Con này chắc hơn ký à. Ờ, ký 2 cái bà đó. Dạ. Rồi, anh em có lên thì mình có lên nữa rồi đó. Khỏe rồi đó. Dạ. Cậu mấy lần không có lên. Kỳ vậy đó, nói em ở nhà em coi em nói sao kỳ vậy trời. Ba câu thứ ham rồi mình tồn mày rảnh không? Trời ơi trời, nghĩ sao hai anh em nó câu từ sáng giờ 8 giờ giờ nó đang câu có mấy tiếng hồi qua ký trời. Trời là trời. Ghê trời. Chắc phải săn lùng cái bãi đó chiến quá. Càng hay gì? Để coi coi. Càng đó. Trời ơi. Cái ham ơi trời. Bãi chục ký. Ừ. Tảng cư hụt dịch lộn rồi. Trời ơi, câu thiên nhiên mà vậy là dữ lắm anh ơi. Quá trời quá. Chắc phải săn lùng nữa đâu. Chắc vậy rồi. Chứ mình cứ ngóng ngóng tin là mình bụp liền thế hả?
Vậy đó hả? Chứ sợ bên đây nó vướng chứ gì. Dạ. Kiếp rồi trời. Quá trời thấy ham rồi. Căng rồi nhỉ. Dánh bự bự không? Thank you.
Căng cả nhà. Thành đại diện. Dạ. Căng cái biển. Dính bự cả nhà. Mẹ dảnh ú ú không. Đây còn là dảnh nái không. Dảnh nái không. Dạ. Cái nhà ơi, cán cái nhà ơi, cái bia, mới bị phát. Dạ. Dạ. Ê, vậy đó hả? Để cho trôi nữa rồi. Trôi anh ơi. Lên nữa hả? Trời ơi. Ôi trời 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 trời. Lên luôn. Bự. Lên nữa cả nhà ơi. Ôi giời. Con này chắc chèm chèm con nãy anh ơi. Dạ. Lên nữa cả nhà ơi. Làm như cái giờ này nó chịu ăn hay sao á. Bữa nó ăn tới 5 giờ 5 giờ mấy mà anh thấy tối có một mình nó thôi về. Dạ. Làm như em nói với anh á, không có thằng nào tốt hơn nào đâu. Kệ nó nói gì kệ nó. Ừ. Thứ ba nó. Em có khi nhiều cái bình luận em cũng không có trả lời luôn. Trả lời đồ này nọ, còn không hay thì thôi. Mấy đồ cũng quá mày, nhà mày không có đồ ăn hay gì mà cắt đồ lớn rồi mày bắt. Trời, cái bìa đó nha. Cái bìa nó mới gỉa để em kéo thôi. Giờ này trôi ăn nhiều không? Trôi chứ gì? Không có bị dẫn anh ơi. Dẫn mà nó móc đuôi móc đầu á. Ờ. Kiểu quay cái nó lọn nó nặng. Trời ơi, dẫn này nái không mà. Dảnh ấy bự hơn cái tôi.
đâu rồi liên lạc không được, đâu liên lạc không được thì trời. Lên cái nhà ơi, nó bị dánh bự rồi. Quá bự. Cậu đâu ạ? À? Hướng nào? Gì? Mới về tới à? Dưới đập Tri An hả? Khúc nào? Ờ. Anh với Lâm nè. Anh Lâm Hậu Giang. Lâm Hậu Giang anh về đó câu hả? Mới vô chưa nè. Chào anh. Rồi, chào. Chào fan. Ừ, giờ mòn chưa hết rồi, chưa hết đâu, còn chỗ hết rồi, hết rồi anh mới phát hiện được chỗ hết hơn. Đúng rồi, chỗ này làm như là chưa hết đâu. Chưa hết đâu. Chỗ kia còn dữ nữa. Thằng kia nó câu từ 8 giờ đến 2 giờ 30 kg cá trôi. Quá trời. Một con tầm khoảng từ 1 kg 3 trở lên. Chỗ phải nào mà kiếm không? Dưới đập Tri An. Còn là cá trôi không? Hết biết thấy ham thì cá nữa nha. Sát bên mình luôn á, xịt trên mình tí xíu ngay chỗ trà gạo rảnh, con nào con lấy nửa ký lô quá. Xe sáng anh lên đây lúc 6 giờ mấy, 7 giờ, 7 giờ. Tới giờ thì cũng còn rồi hả? Bữa nay rước rút quá, cá còn chậm. Chậm à. Này cá rút chậm. Vậy chắc hồi nãy em nghe tiếng nói chuyện giống vẻ anh tên. Đâu? Em ngồi cũng ngơi với bà ấy đó, nên cũng gần gần với bà ấy cá trôi luôn. À em ngồi bãi trên đó hả? Bà dướng phát bữa đúng không? Ủa có bãi nữa hả? Ờ. Thì như đây chứ có anh làm chứ ai đâu. Quá nắng. Nắng gì đâu mà nắng kinh khủng luôn. Cao vậy? Rồi, cả nhà ơi. Làm quay cá cho cả nhà xem nha. Làm cuốn cần hết rồi. Chiều rồi. Hôm nay không biết cũng bận lắm cả nhà ơi. Bự không cả nhà. Nó chắc cũng 4-5 kg không ít được cả nhà. Được hai cái trôi bự. Hai con này hơn ký, mỗi con hơn ký cả nhà.
Mày dánh bự bự không à? Trên này đầu nguồn này dánh bự bự không có nha. Hai con đúng không? Hai con là một lứa luôn. Rồi cũng chiều rồi cả nhà. À, Lâm xin phép khép lại video rồi cả nhà. Thì tranh thủ về cả nhà, từ đây về nhà cũng xa. Ông anh bên này ông cũng đang dọn luôn rồi. Anh em tranh thủ dọn. Xong chưa anh? Rồi. Cá lên thùng cho nó lên cả nhà. Cái dốc này khủng khiếp. Quay khúc. Quay khúc cho anh em cần thủ hiểu được là cái đi đi bò sông lội núi quá khủng khiếp rồi. Đó. Hết luôn chưa? Hết luôn rồi đó. Rồi à, em phải hai chuyến mới được. Một bận một mà chứ đi hai bận quá thôi. Cỡ nào cũng luôn. Một bận một. Đây này thầy trò giống thầy trò Đường Tăng quá. Thôi về anh em ơi, tối lắm rồi. Rồi em cũng hẹn gặp có dịp gặp lại anh nha. Rồi. Okay. Dạ. Nói chung ha. Lên trước rồi tới em leo. Dạ. Nói cả nhà, cứ tích tắc lên cả nhà. Dốc nó sâu lắm. Quá khủng rồi. Rồi, Lâm cũng tranh thủ lên luôn. Rồi, chúc cả nhà, Lâm chúc cả nhà mình buổi chiều vui vẻ nha cả nhà. Xem video thấy hay, hữu ích thì nhớ ủng hộ Lâm một like nha, một đăng ký nha. Để Lâm có động lực ra nhiều video hơn nữa, chia sẻ cho cả nhà mình xem cả nhà. Bye bye cả nhà nha.